Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay theo lời yêu cầu của một số bạn là nói mình là giới thiệu lại cái cách lắp cái mạch test đa năng á, mạch test mạch điện đa năng á, như đã mình đã đưa lên cái YouTube rồi đó. Thì một số bạn đã đề nghị là có yêu cầu là nhờ mình là hướng dẫn chi tiết cách lắp ráp và có luôn cái sơ đồ mạch điện ha, sơ đồ mạch điện để nó dễ lắp ráp. Thì mình hôm nay mình cũng làm lại cái mạch này và cho nó chi tiết hơn cho các bạn xem ha, để chúng ta cùng nhau tham khảo và có cái nhìn nhiều hơn về cái mạch này ha. Đây là cái mạch ha, hoàn chỉnh đó. Mạch này gồm một cầu chì, một công tắc, một ổ cắm và một cái bóng đèn ha, bóng đèn thử thử ha. Rồi mình sẽ cho nó hoạt động lại cho các bạn xem nha, trước khi mình hướng dẫn lắp ráp nha. Thì cái mạch này đã được mình lắp vẽ sơ đồ mạch để cho nó ứng dụng cho cái việc mà chúng ta test mạch các mạch điện trước khi chúng ta làm các cái mạch điện mà chúng ta gắm vô điện 220 á, thì chúng ta chưa biết nó có đúng hay không, nó có bị chập mạch hay không, ha, nó có bị hở mạch hay không. Thì chúng ta cho cái mạch mà chúng ta lắp đó gắm vào cái ổ cắm này trước ta xem ha. Rồi, nếu mà có hiện tượng chập mạch xảy ra thì chúng ta xử lý, chứ nếu không thì chúng ta cắm cái mạch của chúng ta vô mạch điện 220 trước là nó sinh ra không an toàn ha, cháy nổ, hư thiết bị ha. Đó thì đây ví dụ như đây có một mình có một cái mạch, mạch này là mạch của chương trình công nghệ lớp 9 đó. Mạch này là gồm mà hai cầu chì, một công tắc đơn hay là công tắc hai cực á, một ổ cắm và một bóng đèn ha, điều khiển một bóng đèn. Thì chúng ta lắp cái mạch này hay là cho học sinh lắp cái mạch này rồi á, chúng ta thay vì chúng ta phải kiểm tra mạch ha, ta nhìn vô sơ đồ đấu dây như này hơi rối rắm chút xíu, chúng ta có biết các em mà đấu nói đúng hay không chắc ăn. Thì thông thường chúng ta có một cái thiết bị riêng biệt để chúng ta thử thử nguội ha, nhưng mà ở đây mình thử thử nóng luôn, thử cắm điện luôn nó coi nó có an toàn không. Cái này ha, mình thử các bạn xem, đây là cái mạch mình cho các bạn các em học sinh lắp ráp rồi á ha. Thì trước khi chúng ta là ghim vô điện 220 ha, thì chúng ta cắm cắm vào mạch test của mình nha. Rồi, mình cái gì thì còn bên đó ha, mạch này đã nấu đấu nói rồi nha. Đây là mạch mình dùng, mạch của mình đây đó. Rồi thì cái mạch test của mình á, nó cũng phích điện 220 đây, phích điện của nó này ha, là chúng ta sẽ ghim điện đó, ghim điện vô cổ điện 220 đó, đấu lại. Rồi thì đây là cái bóng đèn này là để chi, để chúng ta là bóng đèn thử, bóng đèn test test con bóng đèn chúng ta có bị hư không ha, hay hay là mạch chúng ta có bị sự cố gì không, để chúng ta test trước. Đó, bình thường chúng ta bật công tắc này lên để chúng ta test coi nó sáng tỏ là được, là bóng đèn tốt ha, mạch tốt đó. Đấy này, rồi rồi để chúng ta thử cái mạch này á, thì chúng ta tắt cái công tắc test đi, rồi chúng ta lấy cái cắm của cái mạch đèn này ha. Rồi tại vì chúng ta ghim vô ổ điện 220 trực tiếp thì chúng ta ghim vô trong cái cắm của cái bảng điện test này rồi thì sau khi chúng ta ghim vô cái cắm này á, chúng ta bật công tắc ha. Đó, nếu mà hai cái bóng đèn này mà nó sáng mờ á là cái mạch này tốt đó. Nếu mà chúng ta mới gắm vô chúng ta bật công tắc ha, hay là chúng ta chưa bật công tắc mà cái đèn này nó sáng tỏ lên á, thử sáng tỏ lên như chứng tỏ là cái dây mạch này nó bị chập mạch là ha, dây nóng chập dây nguội rồi hay có một sự cố gì đó rồi, chập mạch. Khi chúng ta bật công tắc đó, bật sáng như vậy thì hai bóng đèn này ở trạng thái nối tiếp sẽ có cái sơ đồ mạch cho các bạn xem sao đó, thì nó sẽ sáng mờ là đúng, chứ nó mà sáng tỏ ha là sai, hay là tắt cái bóng đèn này nó không sáng thì mạch chúng ta bị hở mạch rồi. Mà xem đó, được chưa? Đó, chúng ta thấy ha. Rồi thì là mạch là tốt đó. Bình thường chúng ta test giữ bình thường, chúng ta bật công tắc bật test giữ bình thường ha, không ảnh hưởng đến cái sơ đồ mạch điện của mình. Rồi bây giờ mình rút điện ra
mình cắm thẳng trực tiếp vô trong. Tắt màn đi. Rồi bây giờ mình lấy cái bút cắm của cái mạch đèn của mình nè, mình cắm trực tiếp vô 220 luôn. Chúng ta cắm thử 220 luôn nè, thử nóng luôn. Rồi rồi bây giờ chúng ta bật nè, thấy à, đó nó sáng tỏ luôn vậy. Rồi, an toàn không có gì hết. Nha, bật tắt, bật tắt, điều khiển một đèn dùng công tắc đơn ha, các bạn thấy ha, đó rất là hay. Rồi đây nè, rồi thì nhờ có cái này mà mình lắp ráp các cái mạch điện hay là hướng dẫn cho các em học về nghề lắp ráp mạch điện rất là an toàn ha, và tự tin, em tự tin mà mình cũng dễ dàng kiểm tra các mạch của em nữa, có đúng hay sai nữa ha. Rất là hay, rất là tiện dụng các bạn ha. Rồi bây giờ mình tắt rút điện ha. Rồi rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp ha, nhanh, và đưa gửi cho các bạn cái sơ đồ mạch bạn xem nha. Rồi rồi thì đây là cái sơ đồ mạch của nó ha. Đây sơ đồ mạch của nó, mình làm cho rõ ràng hơn cho các bạn xem, các em học sinh cũng xem được ha, cũng làm tự tin để làm. Đây là sơ đồ lắp đặt bản điện dùng để test mạch điện bị hở mạch, chập mạch ha. Đây là rất là cụ thể chúng ta, chúng ta xem đó ha. Đây đây nè, đây thì mạch điện này, bản điện này gồm có một cầu chì đúng không nè, một bóng đèn, một cái công tắc hai cực và một cái ổ cắm, ổ cắm ha, ổ cắm đường, và các cái sơ đồ nối dây như vậy ha. Được chưa nè. Rồi đây là phích cắm ha, đây là phích cắm, rồi chúng ta xem. Rồi phích cắm đây, ở đây là mình vẽ cái đường này là cái đường của sợi dây chì, nắp dây chì. Rồi mình hướng dẫn các bạn nè. Rồi mình tháo, cho phép tháo bóng đèn ra, bóng đèn này bóng đèn sợi đốt mình tìm. Rồi đây 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 là cầu chì ha, cầu chì chúng mình thấy nó có sợi dây chì nè, sợi dây chì này mình vẽ vậy. Chứ mình vẽ đậm luôn à, các em không biết, các em cứ đấu nối từ đầu này qua đầu này luôn, đấu dây điện từ đầu này qua đầu này luôn không đúng. Đây là sợi dây chì ha, nó có sẵn, mình chỉ cần đấu hai cái này thôi. Như vậy cái cầu chì này nó có cái nắp như vậy, nắp dây chì như vậy là hai cái cực hai bên như vậy, vậy ha, đặc trưng co mỗi bên, chúng ta thấy mỗi bên này có cái ở đây nè, ra cái này, cái này cái ổ là cái này, chúng ta nối dây đây, cái chỗ nối dây đây ha, nối dây đây. À, chỗ lỗ nó dày, cái muốn nó dày chúng ta mở ốc ra, rồi chúng ta chuốt sợi dây chúng ta ghim vô đây ha, lắp đây, rồi chúng ta siết ốc lại cho cứng lại ha. Đây chưa nè, cầu chì như vậy. Rồi để mình đậy nắp lại chưa. Rồi cầu chì ha, chúng ta có thể thay cái này bằng cái gì, cầu dao đen á, cái automat á, màu đen đen, cầu dao gạt ha, on off cũng được ha, thay gì cũng được, thì nó có, nó mắc tiền hơn cái cầu chì này chút, mắc tiền hơn ha. Rồi thứ hai là cái công tắc này, công tắc đơn, công tắc đây, công tắc này đơn hai cực, đây công tắc đây, đây công tắc đây ha. Rồi chúng ta thấy, rồi công tắc hai cực, rồi đây là công tắc ba cực, mình thường nó có ba cực vậy, mình đây cái mạch là mình không dùng. À, công tắc hai cực thì công tắc hai cực này mình chúng ta thấy ở đây công tắc hai cực, hai cực của nó nè, hai cái dấu chấm nè đó, thì mình cũng nối dây sẵn luôn, mình chuốt cộng dây, mình cắt cộng dây cỡ 8-9-10 cm gì đó ha, tùy theo cái mạch mình đo, mình đấu dây vô sẵn, mình nối mở ốc ra, mình chuốt dây đồng xong mình ghim vô đây, mình siết ốc lại ra hai cộng dây vậy đó, vậy cũng được. Cầu chì cũng vậy ha, cầu chì cũng vậy, mình nối mình đưa dây vô đây cũng vậy. Ở đây là cái ổ cắm, ổ cắm ha, ổ cắm mình mở cho bạn xem. Rồi ổ cắm đi, mình mở lên các bạn xem nha. Đây ổ cắm đây, đây là ổ cắm, ổ cắm này cũng vậy, ổ cắm này nó có bốn ốc để chúng ta bắt vô bản điện, và nó có hai cái cực hai bên để bắt dây điện vô. Đây đây là hai cực hai bên bắt dây điện đây đúng không nè, đó bắt dây điện vô đây ha. Rồi rồi chờ chút, rồi mình tháo mấy cái gọng dây cho các bạn xem nha.
Rồi. Rồi đây. Ổ sống các bạn thấy luôn. Đó. Ha. Mở ra luôn. Rồi, đó vậy ha. Đây nè. Rồi, đó. Được chưa? Rồi chúng ta thì chúng ta bắt hai cọng dây vô trong cái ổ cắm này, chúng ta đưa xuống dưới. Đó, lắp đưa xuống dưới đây. Hàng dây ổ cắm muốn màu gì cũng được ha, tùy mình. Mình đây mình làm màu trắng cho mình đấy, lát mình phân biệt để mình nối dây nó rõ không. Còn công tắc này cũng vậy, mình nối sẵn dây, mình đưa hai cái sợi dây xuống đó, sau khi mình nối vô xong đưa lỗ nhỏ quá thì chúng ta mua cái dùi, chúng ta dùi cái lớn cái lỗ là mình pha đưa xuống. Và đây là bóng đèn, cái đuôi đèn cái đuôi đèn này nó cũng vậy, nó cũng trong cái đuôi đèn nó có trong cái đuôi đèn này nó có cái hai con ha. Ta mở hai cái ốc này ra, chúng ta thấy có hai cái chấu để chúng ta bắt dây điện vô đây, chắc sẽ dây điện vô đây, và chúng ta cũng bắt vô và chúng ta đưa xuống dưới đây. Vậy là mình ban đầu mình bắt vậy đó ha, bắt đưa xuống. Chắc chắn là các bạn có cách làm khác hơn mình cái cắt cái đoạn dây nối sẵn khoảng chừng 10 cm hay 9 cm gì đó, tùy theo các bạn nguyện. Rồi ha, rồi đây cầu chì, cầu chì mình cũng nối sẵn luôn đó, mình đưa hạ sau khi mình nối vô hai cái đầu đây nè, mình đưa xuống đây luôn đó nha. Rồi đây mình dùng cái đầu nối ha, đầu nối mình không có dùng băng keo trước khi để mình nối cho dễ nhìn, chứ giờ dùng băng keo cái mà thấy mình tháo lắp cho nó khó khăn ha. Dùng đầu nối này thì cũng mới, lắp cho nó nhanh, băng keo ha, mình không có dùng băng keo đó, mình dùng cái đầu nối đây, một số cái đầu nối mới về để chỉ cần chúng ta mua ngoài thị trường, chúng ta bóp cái đầu hai nối hai sợi dây điện lại với nhau ha, và ta bắt vô đây luôn, có ốc bắt luôn ha, cố định luôn ha, không dùng băng keo nữa. Chúng ta ví dụ như học sinh đã làm mà có bị sai sót gì, nó mất công keo, nó tháo băng keo ra nó lâu mà nó quăng dơ ha, mức không có vệ sinh, cho nên chúng ta dùng đầu nối. Và chúng ta khuyên các em nên làm an toàn nha, đấu nối cho nó sát vô, nó không có lòi lớp đồng ra để mức an toàn đó. Được chưa? Vậy ha, các bạn thấy ha, đưa xuống dưới hết rồi, chúng ta bố trí vậy theo cái sơ đồ vậy ha, đó chúng ta bố trí theo sơ đồ vậy. Đây cầu chì đặt ngang bóng đèn rồi đến cái công tắc ha, rồi đến cái ổ cắm đây ha, ổ cắm hai sợi dây đây, hai đầu ở đây chân cho hai cái đầu này nha, rồi nha đó vậy chứ. Rồi đó, ở đây cái đuôi đèn có sẵn ha. Rồi rồi bây giờ mình nói vô nè, mình canh ở đây đó, mình nói vô nè ha. Ở đây là các cái đường dây này á, là mình đó, ở trong cái sơ đồ này mình nói sẵn với nhau rồi ha, mình chỉ cách nói này, dấu chỗ này nói vô chỗ này đúng không, chỗ này qua chỗ này, chỗ này qua chỗ này, chỗ này đây là cái cạnh công tắc thôi, này nó lên cái bóng đèn đó, bóng đèn có hai sợi, một sợi của bóng đèn vô cái công tắc đầu ra công tắc rồi đợi, một sợi còn lại nối vô khích cắm rồi, chúng ta cứ theo cái đường dây màu đen này đậm thì chúng ta nối vô nha. Rồi đây. Chúng ta chuốt này nha. Ta dùng ở đây mình cũng dùng cái bảng điện của kích thước cũng nhỏ, là 13 x 18 thôi, 13 bề ngang và bề 18 là bề bề dài của nó ha, có những cái lỗ mà sắp xếp lại khoan lại cho đúng. Ở trên nè. Rồi mình canh mình nói lại, ví dụ như ở đây cầu chì ra, đầu ra của cầu chì nè, đầu ra cầu chì nối vô cái ổ cắm nè, đầu ra cầu chì đó. Đầu ra cầu chì nè, cầu chì, cái đầu này nói là phích, đầu này nói là phích cắm rồi ha, mình không nói đây, cái đầu này mình cho nó là phích cắm nè, thấy chưa, còn đầu này nè, còn lại nè, mình nói vô trong cái ổ cắm, đầu này đây, ổ cắm đây ha, rồi đó này, rồi mình nói vô nha, đó, ha, để dụ vô đầu đây, đầu này nói vô đầu này. Rồi, phích cắm. Rồi cái đầu của cái đầu ổ cắm này cũng nối vô đầu của cái chân của công tắc luôn.
Vậy là đây là ngã ba đúng không nè, đây là có ngã ba ha, đây có ngã ba rồi. Thay vì mình nói xuyên vô đây luôn, băng cong mình ha, mình đấu vậy. Ừ, cắm dày đó nè, ổ cắm dày rồi ba này mình nói lại với nhau ngã ba mà ha. Vô mình quặn dây lại đó, một đường ha, đây là đường ổ cắm là nối ngã ba này, đây này nối với cái đường cạnh này rồi, cuốn lại nè. Rồi ở đây nè mình dùng cái khớp nối này, mình nối một một đầu mình ghi vào đây, có lỗ mình ghi vào đây, ghi sát vô trong nó lỗ lớp đồng ra coi, rồi cái đầu này mình ghi vào đây. Rồi, vậy là ông ta xong. Ông ta cố gắng đựng cái lò là làm cho đựng cái lò lớp đồng ra. Dây đồng ra. Ha. Rồi. Rồi, một cái. Ha. À, một cái rồi đó. Rồi, cái đầu thứ hai là gì? Rồi cái còn ba đầu này nè, một đầu của cái ổ cắm nè. Nói vô cái đầu công tắc nè, đây hai đường này nè, nói vô cái đầu công tắc nè. Đó nè, đó, ở đây. Rồi nối chung với lại cái dây đèn nè, đó, vậy ba cái đường này nói chung với nhau là ngã ba nè. Đó, ba đường này nói với nhau nè. Này, đường này nói đường này với nói cái này. Ha, à, ngã ba, đó mình nối vô. Rồi mình quấn lại. Nha. Như kia mình dùng quăng keo đó. Được chưa? Rồi cũng nhỏ lại đó. Rồi đèn ha, thì hai cái này đấu với nhau nha, ngã ba đấu với nhau đó. Rồi lấy cái đầu nối đúng không, một đầu ghim vô đây. Rồi các bạn có thể sắp xếp chỗ đẹp hơn ha. Đó, bạn sắp xếp đẹp hơn. Rồi đây, rồi đầu này ghi như đây, rồi vậy ha, nó cứng lắm không, thấy nó cứng cái vậy, nó cứng đó bạn, giật nó không ra ha, nó cứng lắm ha. Một chút này lại xíu, nãy do mình gỡ ra lại xong rồi ha. Rồi quấn lại nè, bóp sát luôn. Rồi vô. Rồi rồi ha. Rồi mình lấy cái băng keo mình đè xuống thôi, dán vô cũng được, đè xuống hai này ha. Rồi rồi con này còn hai được, còn cái này đường này một đầu bóng đèn nói với phích cắm. À, con này cầu chì cũng nói phích cắm. Rồi hai cái đường này, đường này cầu chì nè, cầu chì nè, với cái bóng đèn nè, đầu còn lại bóng đèn cầu chì nè. À, giờ mình hay gì mình nói vô cái dây nguồn đúng không, vì mình nói vô cái chạm nối này thôi. Rồi mình nói vô đây, nó có chạm nối mình xiết không, cái đầu nối nè xiết vô còn luôn đó, một sợi nè, cái này cũng nói vô. Này ngắn ha. Này ngắn á. Mình mở này ra. Đó, mình xuất cái này vô. Cái này trước đi. Rồi ha. Rồi. Rồi xong mình xiết trắng này lại. Vô
Xiết vô ha. Rồi đó ha, mình làm vậy đó. Rồi nó trắng chưa ha, mình không bún băng keo để mình test thử coi nha, trước khi mình bún băng keo chắc chắn là bún băng keo, nhưng để đây cũng được, mình dán dán keo lại. Rồi băng keo nó dơ mà muốn. Rồi xong rồi, dây điện đây, đầu dây điện của mình đây, dây điện này mình nối hai cái đầu này vô đó, ân xung nó vô. Một đầu đầu rồi rồi xong ha, dây điện ha, đó thấy như bạn, rồi làm an toàn lại nha, rồi các bạn làm an toàn nha. Rồi đó, rồi xong rồi đó, an toàn ha. Rồi chúng ta xong lắp ráp xong rồi ha, giờ chúng ta lắp nắp nắp lại. Rồi cứng luôn ha. Rồi chúng ta gắn bóng đèn vô, mình test vô. Rồi xong ha, rồi gắn điện, gắn điện lại. Rồi mình test luôn ha. Rồi chưa nè, đó mình test vậy. Được chưa? Rồi tốt rồi các bạn. Rồi